bước đường cùng cho Zelensky. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những cuộc càn quét dữ dội vẫn đang diễn ra trên chiến trường. Nhưng mà tin tức thú vị nhất trong video ngày hôm nay lại đến từ chính trường Ukraine chứ không phải là chiến trường. Cuộc khủng hoảng tham nhũng trong nội bộ Kiev thậm chí còn tiến triển nhanh hơn cả cách mà người Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Kèm theo đó là rất nhiều thông tin thú vị khác nữa. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Cuộc càn quét dữ dội. Bộ Quốc phòng Nga vào cuối ngày hôm qua ngày 16 tháng 4 cho biết các phân đội tấn công của Wagner đã giải phóng được nhiều khu vực nữa ở phía Tây Bắc và Đông Nam của Bakhmut. Trước đó một ngày, thì bộ này tuyên bố rằng đã chiếm được thêm 2 quận của thành phố này. Trong khi đó, các tổ trinh sát, phá hoại, kho đạn, sở chỉ huy và các cơ sở khác của địch đã bị đánh ở nhiều hướng khác nhau. Những cảnh quay từ chiến trường cho thấy rằng Bakhmut với hàng loạt các loại vũ khí nằm la liệt trên đường do bị phá hủy. Trong khi đó, lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh của nhóm Yuzhnaya đã tấn công các đơn vị của Lữ đoàn Cơ giới số 77 và 54 Ukraine đang cố gắng để giành lại các vị trí mà quân Nga chiếm giữ. Trong ngày, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện 6 phi vụ trong khu vực. Lực lượng tên lửa, pháo binh đã hoàn thành 43 lần khai hỏa. Tổng cộng, Ukraine bị thiệt hại theo hướng này tới 145 quân nhân, 2 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 2 ô tô, 1 khẩu lựu pháo MSTAB, 2 khẩu D-20 cũng như là bệ phóng Uragan. Đồng thời, trên hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, các cuộc không kích vào pháo binh từ nhóm quân Vostok đã nhắm vào các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Uleda và Novosiovka thuộc vùng Donetsk. Cùng với đó là hoạt động phá hoại, trinh sát của đối phương bị chấn áp. Trong ngày, phóng viên chiến trường RIA đã đưa tin Ukraine mất hơn 45 quân nhân, 2 phương tiện và 1 khẩu lựu pháo D-30 trên các hướng này. Ngoài ra, một radar phản pháo do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy ở khu vực Zaporozhye. Trên hướng Kherson, tổn thất của Kiev lên tới hơn 30 lính, 3 phương tiện và 1 pháo tự hành Gvozdivka. Theo hướng Kupiansk, hỏa lực pháo binh của Nga cũng đã tấn công các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư nằm ở Luhansk. Ngoài ra, các hành động của 3 nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine cũng đã bị chặn đứng tại Luhansk và khu vực Kharkiv. Trong ngày, có tới 35 binh sĩ Ukraine, 2 phương tiện cũng như là 1 khẩu lựu pháo D-20 đã bị phá hủy ở khu vực này. Ngoài ra, theo hướng Krasnoliman, các cuộc tấn công bằng máy bay tấn công và quân đội cũng như là hệ thống pháo binh và tên lửa phóng loạt của nhóm quân trung tâm đã gây tổn thất cho các đơn vị của Ukraine trong khu vực định cư Donbass. Tổng cộng, Ukraine đã mất tới 80 binh sĩ theo hướng này, 1 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện chuyên chở cũng như là 1 khẩu lựu pháo D-30 và 3 kho đạn. Lực lượng hàng không, tên lửa và pháo binh của Nga cũng đã đánh bại 92 đơn vị pháo binh của đối phương tại các vị trí bắn cùng với nhân lực và thiết bị ở 127 quận. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 125 và 102 Ukraine đã bị tấn công trên lãnh thổ Donetsk và khu vực Zaporozhye. Đồng thời, trong ngày qua thì hệ thống phòng không đã đánh chặn 10 tên lửa phóng loạt HIMARS và SMETCH, cũng như là 3 tên lửa chống radar HAM. Kèm theo đó là 4 máy bay không người lái của Ukraine bị phá hủy. Trong bối cảnh đang bị thiệt hại lớn về mặt trận quân sự đến như vậy, Ukraine đang cần tiền, thậm chí là rất nhiều tiền, để có thể theo đuổi được cuộc chiến này. Nhưng mà đồng minh ruột của Kiev đã đâm sau lưng họ vào thời khắc vô cùng hiểm nghèo. Chúng tôi đang nói tới việc các nước EU từ bỏ Ukraine trong tình thế khó khăn nhất. Đây cũng là tiêu đề của bài báo do Express của Anh đăng tải vào ngày hôm nay theo giờ Hà Nội. Bài báo cho biết rằng Ba Lan và Hungary đã cấm nhập khẩu ngũ cốc và thực phẩm khác từ Ukraine, một động thái đẩy nông dân Ukraine vào tình thế khó khăn nhất. Chính phủ Ba Lan cho biết rằng cách đây vài ngày, họ đã quyết định tạm thời cấm nhập khẩu ngũ cốc và các loại thực phẩm khác từ Ukraine, trong bối cảnh Ba Lan đang tìm cách xoa dịu sự tức giận đang gia tăng của nông dân Ba Lan. Những người này nói rằng họ đang mất đi một số tiền lớn vì ngũ cốc Ukraine tràn lan trên thị trường. Tờ báo lưu ý rằng với quyết định này, Warsaw đã đâm sau lưng Kiev và sẽ khiến cho nông dân Ukraine rơi vào tình thế khó khăn. Bình luận về cú đấm sau lưng của Ba Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Ba Lan sẽ đàm phán với Ukraine tới chừng nào họ còn cần Kiev như là một công cụ để chống Nga. Bà ấy viết, hãy tưởng tượng đây là cách mà Ba Lan nói chuyện với Ukraine, trong khi nước này vẫn cần nó như là một chủ thể, một bộ công cụ để chống lại Nga. Và khi biên giới bị xóa, tàn dư của Ukraine bị Warsaw dọn dẹp, tất nhiên họ sẽ không nói chuyện với người dân địa phương nào cả. Nhà ngoại giao Nga gọi quyết định của Warsaw là rất có ý nghĩa trong việc phơi bày ra cách mà phương Tây quan tâm tới những người thiếu lương thực. Tức là những quốc gia vốn phụ thuộc vào nguồn cung ngũ cốc đến từ Ukraine
có nằm trong chiến lược của phương Tây như họ vốn đã tuyên bố hay không. Trước đây, họ cáo buộc rằng Nga vũ khí hóa lương thực để gây ra nạn đói toàn cầu. Bây giờ đây, lương thực của Ukraine giá rẻ đang tràn lan ở châu Âu. Vậy, với việc châu Âu chặn dòng chảy ngũ cốc vào EU, nó có giúp chúng đến được với những quốc gia nghèo hay không? Trước đây, Nga thường cáo buộc rằng Mỹ chỉ hành động khi có lợi ích địa chính trị ở đâu đó, chứ không phải là vì mục đích cao đẹp như là họ đã tuyên bố. Cho nên, hết lần này tới lần khác, phương Tây mới bị chỉ trích là đạo đức giả. Trong trường hợp của Ukraine, người dân của họ đang thực sự khó khăn. Và để xem, ai sẽ quan tâm tới những vấn đề của người dân Ukraine? Bước đường cùng cho Zelensky đã được ấn định. Florian Filippo, cựu thành viên Nghị viện châu Âu và là nhà lãnh đạo của phong trào yêu nước cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang trải qua thời kỳ khủng khiếp do lệnh cấm vận nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine tại Hungary và Ba Lan, cũng như là các cáo buộc về người đứng đầu Ukraine biển thủ một số lượng lớn viện trợ của Mỹ. Ông ấy viết về điều này trên Twitter của mình rằng, vụ biển thủ 400 triệu đô la viện trợ quốc tế do ông ta tổ chức cùng với đoàn tùy tùng đã bị bại lộ. Còn hôm nay, Hungary đã bắt chước Ba Lan cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Vụ việc Hungary và Ba Lan cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine thì chúng ta đã vừa nói ở trên. Còn vụ biển thủ 400 triệu USD tiền viện trợ quốc tế của chính quyền Kiev thì đã bị bại lộ như thế nào? Vâng thưa quý vị, đây là một thông tin gây sốc đối với thế giới. Những ai đã từng ngày từng giờ theo dõi trận chiến và cổ động cho tinh thần chiến đấu của Ukraine sẽ cảm thấy rất thất vọng. Seymour Hess là một nhà báo từng đoạt giải Pulitzer đã đưa ra cáo buộc gây sốc về vụ bê bối 400 triệu đô la mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đích thân ăn cắp. Chúng là khoản tiền dành cho việc mua sắm nhiên liệu. Cáo buộc này có hậu quả nghiêm trọng đối với các cuộc xung đột đang diễn ra. Chính Eurasia Times đã đăng tải về thông tin này. Nhà báo Hess đã tiết lộ một sự thật đáng lo ngại rằng chính phủ Ukraine đã biển thủ số tiền viện trợ của những người nộp thuế ở Mỹ gửi đến Ukraine để mua sắm nhiên liệu diesel cho quân đội. Mặc dù mức giá cắt cổ để mua nhiên liệu vẫn chưa được công bố, nhưng điều quan trọng cần phải chú ý đó là Lầu Năm Góc đã phải trả tới 400 đô la cho mỗi ga lông nhiên liệu được chuyển từ Pakistan qua Afghanistan. Trong khi đó, giá dầu diesel tại Mỹ chỉ rơi vào khoảng 4-5 USD cho một ga lông. Hess nói rằng, chính quyền Ukraine tranh giành thành lập các công ty vỏ bọc để ký kết hợp đồng cung cấp vũ khí và đạn dược với các đại lý vũ khí tư nhân trên khắp thế giới. Các quan chức liên quan sẽ thu được tiền lại quả. Và nhà báo nhận định mức độ tham nhũng ở Kiev gần bằng với mức độ trong cuộc chiến ở Afghanistan. Được biết, vụ tham nhũng này đã không được chú ý và vấn đề đã được nêu trực tiếp với ông Zelensky trong cuộc họp vào tháng 1 ở Kiev với giám đốc CIA William Byrne. Theo một quan chức tình báo biết về cuộc trò chuyện, thông điệp của ông Byrne gợi nhớ đến một cảnh trong một bộ phim xã hội đen những năm 1950, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ông Byrne đã trình bày cho ông Zelensky danh sách 35 tướng lĩnh và quan chức tham nhũng mà CIA và chính phủ Mỹ đã biết đến. Mặc dù vấp phải một số phản đối, nhưng mà cuối cùng thì ông Zelensky cuối cùng đã đồng ý trước áp lực của Mỹ, công khai cách chức 10 quan chức trong danh sách này. Theo một quan chức tình báo, những vị quan chức bị lật đổ này đã phô trương khối tài sản kiếm được bất hợp pháp của họ bằng cách lái một chiếc Mercedes mới của họ đi quanh Kiev. Theo các báo cáo, một số người mà Zelensky đã sa thải hiện đang cáo buộc ngược lại rằng chính Zelensky đã đánh cắp số tiền trị giá ước tính khoảng 400 triệu đô la trở lên. Thật là mỉa mai khi mà ông Zelensky đã làm điều đó. Và buồn cười nằm ở chỗ, ngay cả Biden cũng bị Zelensky và những cỗ máy tham nhũng của ông ta dắt mũi. Cũng không có gì là lạ khi mà chính phủ của ông Zelensky đã sa lầy vào một danh sách dài các vụ bê bối, từ tham nhũng quyền lực và hối lộ cho đến tham ô tham nhũng. Dưới sự lãnh đạo của ông Zelensky, vấn nạn tham nhũng phát triển còn nhanh hơn cách mà người Nga tiến vào phía đông lãnh thổ của họ. Người ta còn cáo buộc rằng chính quyền của ông Zelensky nhận hối lộ cho những ưu đãi chính trị, chẳng hạn như là việc bổ nhiệm các quan chức vào các vị trí quan trọng. Wall Street Journal đã viết về nó, và dưới sự cai trị của ông Zelensky, chúng ta có thể thấy rằng có nhiều vụ vi phạm nhân quyền mới với các nhà báo và các nhà hoạt động diễn ra bởi vì ý kiến của họ trái với nhà cầm quyền. Một ví dụ là Serhiy Stemmerko, là một nhà hoạt động chính trị đã bị bỏ tù vì thẳng thắn chỉ trích Kiev. Ngoài ra, Volodymyr Zelensky còn bị cáo buộc sở hữu một dinh thự xa hoa có được nhờ tham nhũng. Tuy nhiên, những cáo buộc này không có đủ sức mạnh và đã bị Zelensky bác bỏ. Trong một video được công khai vào tháng 9 năm 2021, các nhà hoạt động chống tham nhũng Ukraine tuyên bố rằng Zelensky và nhóm của ông ta đã có được dinh thự bằng những cách không trung thực. Nhà báo điều tra George Webb đã nói về biệt thự trị giá 35 triệu đô la của Zelensky ở Sunny Isles và một khối tài sản trị giá 1,3 tỷ đô la trong các ngân hàng. Đoạn video này bao gồm các cảnh quay được cho là quay trong một biệt thự có trưng bày các đồ trang trí xa hoa. Tất nhiên là ông Zelensky sẽ phủ nhận tất cả các cáo buộc tham nhũng của mình. Nhưng mà con đường tham nhũng của Zelensky vẫn đang được điều tra
và vẫn còn phải chờ đợi xem nó giải đến đâu. Trước đây thì mối quan hệ giữa Volodymyr Zelensky và chính quyền Biden từng được công chúng coi là một mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ mục tiêu chung. Người ta hy vọng rằng Zelensky có thể dẫn dắt Ukraine đến một tương lai tươi sáng hơn, thoát khỏi cuộc xung đột với Nga. Nhưng mà bây giờ đây, dưới sự phản bội của Zelensky, hy vọng đó đã trở thành tuyệt vọng và tương lai của Ukraine đang bị nhấn chìm trong màn đêm vô tận. Thế giới theo dõi và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi mà các thế lực tham nhũng vẫn tiếp tục đụng độ với những người thực sự đang đấu tranh cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Trong những thời điểm không chắc chắn như thế này, có một điều rõ ràng, đó là số phận của Ukraine đang trở nên bấp bênh và hậu quả của cuộc chiến này sẽ có tác động lớn tới toàn thế giới. Người Mỹ thừa nhận trừng phạt Nga là sai lầm. Đến thời điểm này, người Mỹ đã hiểu ra rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga của phương Tây hóa ra là tính toán sai lầm lớn nhất trong lịch sử. Các tác giả của American Thinker đã viết như sau: các biện pháp trừng phạt đã không khiến cho nền kinh tế Nga suy sụp như nhiều người dự đoán. Nga không chỉ đương đầu với những khó khăn mà còn đang phát triển mạnh mẽ hơn, giành được nhiều quyền ảnh hưởng và quyền lực ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ hơn bao giờ hết kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Theo IMF, nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng nhanh hơn Đức hay là Anh trong năm nay. Năm tới thì nó cũng sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ý và phần còn lại của phương Tây. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người của nó sẽ vượt xa tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế tiên tiến nói chung, và nó cũng sẽ đạt mức thấp nhất về tỷ lệ nợ trên GDP trong số các quốc gia G20. Tỷ lệ thất nghiệp của Nga là 3,5%, thấp nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ. S&P Global gần đây đã xác nhận niềm tin kinh doanh lạc quan ở khu vực tư nhân Nga. Càng đáng chú ý hơn đó là vì Nga đang đồng thời chiến đấu trong một cuộc chiến ủy nhiệm tốn kém chống lại sức nặng tổng hợp của các kho vũ khí của phương Tây. Như là Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 2, phương Tây cho đến nay đã cung cấp hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine với khoảng 120 tỷ đô la tiền hỗ trợ quân sự, nhân đạo và tài chính. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, việc chuyển giao khí tài quân sự đã diễn ra rộng rãi đến mức nhiều kho vũ khí của các nước NATO đã cạn kiệt. Quân đội Đức chỉ còn đủ đạn để dùng trong 2 ngày và hiện không thể tự vệ. Kho dự trữ đạn của Anh và Pháp cũng trong tình trạng tương tự nếu xảy ra chiến tranh. Còn quân đội Hoa Kỳ thì hiện nghi ngờ về khả năng vừa tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, vừa có thể tự duy trì được khả năng sẵn sàng của mình. Ông Stoltenberg nói rằng, tốc độ chi tiêu đạn dược hiện tại của Ukraine cao hơn nhiều lần so với năng lực sản xuất của chúng tôi. Tuy nhiên, Nga đã có thể tăng tốc độ sản xuất quân sự của mình một cách hiệu quả, đến mức pháo binh của họ có thể vượt xa Ukraine. Họ bắn từ 40.000 cho đến 50.000 quả đạn mỗi ngày, so với Ukraine chỉ rơi vào khoảng 5 đến 6.000 quả. Và phương Tây đang hụt hơi trong cuộc đua hậu cần. Khi mà Mỹ tập trung cung cấp vũ khí cho Ukraine thì nó cũng làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các mục tiêu khác của họ, chẳng hạn như là ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc và duy trì khả năng sẵn sàng đáp trả ở những nơi khác. Sức mạnh quân sự của Nga càng đáng chú ý hơn khi mà nước này có một kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới và hiện có liên minh chặt chẽ với quân đội Trung Quốc. Uy thế của cái được gọi là trục Nga Trung và nhận thức rộng rãi về sự suy tàn của phương Tây đã lần lượt thuyết phục quân đội các nước khác rằng họ cần phải liên kết với kẻ chiến thắng. Vào tháng 9 thì Ấn Độ, Lào, Mông Cổ, Nicaragua và nhiều quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ đã tham gia cùng với Nga và Trung Quốc trong một cuộc tập trận ở biển Nhật Bản và Viễn Đông của Nga. Vào tháng 2 thì Nam Phi đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 10 ngày với Nga và Trung Quốc. Vị thế ngoại giao của Nga cũng được nâng cao trên bình diện quốc tế. Trong khi đó, mặc dù Mỹ thành công trong việc vận động các nước phương Tây trừng phạt Nga, thậm chí dùng đến cả vũ lực, nhưng mà sự mạnh tay của họ lại có tác dụng ngược lại ở những nơi khác. Ở châu Á, cả Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng cường mối quan hệ đối tác đáng kể của họ với Nga. Ở Nam Mỹ, Nga được chính phủ Brazil đón nhận. Ở Trung Đông, nơi mà Mỹ không có được sự tin tưởng rộng rãi, thì Nga lại có quan hệ tốt với cả Israel và các quốc gia Hồi giáo lớn, dù là người Sunni hay là người Shia, Ả Rập Xê Út hay là Thổ Nhĩ Kỳ. Ở châu Phi, nơi Nga được coi là một quốc gia lớn duy nhất của châu Âu, xa lánh chủ nghĩa thực dân, Nga được tôn vinh rộng rãi, không giống như là các cường quốc thuộc địa trước đây như là Pháp, vốn gần đây đã bị trục xuất khỏi Mali và Burkina Faso. Mặc dù Nga có thể bị phương Tây xa lánh, nhưng lại được hầu hết các nước còn lại hoan nghênh. Như đã thấy trong các liên minh khu vực mà Moscow đóng vai trò lãnh đạo, Hội đồng Hợp tác Thượng Hải hay là nhóm quốc gia BRICS có GDP hiện nay đã vượt qua G7. Khoảng 20 chục quốc gia khác cũng đang bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia cùng với Nga trong các liên minh kinh tế và an ninh, bao gồm cả các cường quốc lớn trong khu vực như là Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ai Cập, Indonesia và Mexico. Sự trỗi dậy của Nga sẽ là một tin tức đặc biệt đối với các khán giả phương Tây, những người trong nhiều thập kỷ qua đã trở thành nạn nhân của việc ma quỷ hóa nước Nga. Và kể từ khi nước này tấn công Ukraine,
những khán giả này đã liên tục bị nhồi nhét thông tin về sự suy tàn của Nga. Rút lui kinh doanh và trừng phạt đang làm tê liệt nền kinh tế Nga. Một nghiên cứu của trường quản lý Yale đã được xuất bản vào mùa hè năm ngoái, có thể đã đúng khi tuyên bố rằng Nga đã mất các công ty chiếm 40% GDP của mình, đảo ngược gần như toàn bộ đầu tư nước ngoài trong 3 thập kỷ. Nhưng mà nó đã không lường trước được rằng người Nga sẽ nhanh chóng phục hồi với một hình thức tự chủ hơn. Theo lời của ông Jens Stoltenberg, các biện pháp trừng phạt của phương Tây nghiêm khắc nhất đã từng được áp dụng đối với một quốc gia, nhằm dạy cho Nga một bài học rằng không có mặc cả cho sự gây hấn. Giới tinh hoa phương Tây tự mãn khi nghĩ rằng phương Tây sẽ quyết tâm tiêu diệt Nga và rằng sự tồn tại của Nga đòi hỏi phương Tây phải tự trang bị đến tận răng, chấm dứt sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt đối với Nga đã đánh thức một gã khổng lồ đang ngủ say và phương Tây có thể sớm phải đối mặt với hậu quả. Trên đây là bài phân tích của Patricia Adam, là nhà kinh tế học, chủ tịch của Tổ chức Nghiên cứu Thăm dò Năng lượng và Thăm dò Toàn cầu, cùng với Lauren Solomon, là một cây bút của The Epoch Times, giám đốc điều hành của Viện Chính sách Người tiêu dùng và Thăm dò Năng lượng. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng thế giới hiện nay đang thay đổi. Khi mà các mối quan hệ giữa các quốc gia khiến họ trở nên phụ thuộc vào nhau hơn, thì hợp tác là con đường duy nhất để phát triển và thịnh vượng. Vậy mà những gì đang diễn ra lại không hề giống với điều đó. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hy vọng và những động lực mới của thế giới có thể thay đổi được thực trạng hiện tại. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.